Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube học tiếng Anh online miễn phí và ở trong cái video này chúng ta sẽ cùng làm quen bốn cái tình huống giao tiếp uh, luyện nghe tiếng Anh giao tiếp cơ bản uh, dành cho người mất gốc cũng như là người có trình độ trung bình bốn uh, cái tình huống chúng ta sẽ nghiên cứu như sau đấy chính là tình huống bị uh, kẹt xe hay còn gọi là tắc đường đấy uh, tình huống liên quan đến ăn uh, quá nhiều tình huống uh, liên quan đến việc chúng ta nói chuyện với người quản lý của chúng ta rồi tình huống trả lại một cái đồ vật nào đấy khi bị quên thì đấy chính là bốn cái tình huống chúng ta sẽ nghiên cứu ở trong cái video này và bây giờ chúng ta sẽ nghiên cứu vào cái tình huống đầu tiên ở đấy chính là tình huống bị kẹt xe hoặc là tắt đường thì bây giờ xin mời các bạn cùng mình hãy lắng nghe toàn bộ cái tình huống thứ nhất này I'm stuck in the traffic. Why? Was there an accident? I don't know. I don't see anything. Your doctor's appointment is at 10. I'm afraid I can't get there in time. I will call them and cancel the appointment for you. Oh, wait. The cars are moving again. Don't drive while talking on your cell phone. Okay. See you later then. Drive safely. À, uh, bây giờ xin mời các bạn cùng mình hãy lắng nghe lại cái lần hai cái tình huống này. À, uh, cái tình huống này nó hơi ồn ào một chút bởi vì kẹt xe thì thông thường là Uh, chúng ta bị ức chế đúng không ạ và chúng ta hay bấm còi uh, nổ máy uh, làm cho cái cái uh, cái tình huống nó hơi khó nghe một chút cho nên là uh, mong các bạn thông cảm. Uh, bây giờ xin mời các bạn uh, lắng nghe lại lần hai cái tình huống này. I'm stuck in the traffic. Why? Was there an accident? I don't know, I don't see anything. Your doctor's appointment is at 10. I'm afraid I can't get there in time. I will call them and cancel the appointment for you. Oh wait, the cars are moving again. Don't drive while talking on your cell phone Okay, see you later then. Drive safely. Ở đây chính là cái tình huống thứ nhất. À, bây giờ chúng ta hãy cùng dịch các cái câu ở trong cái tình huống này. À, câu đầu tiên. I'm stuck in the traffic. I'm stuck in the traffic. À, câu này có nghĩa là mình đang bị tắc đường. Why? Was there an accident? Why? Was there an accident? à, tại sao thế à, có tai nạn xảy ra à? I don't know. I don't see anything. I don't know. I don't see anything. À, mình không biết, à, mình à, không thấy cái gì cả. Your doctor's appointment is at 10. Your doctor's appointment is at 10. À, bạn có cái cuộc hẹn với bác sĩ vào lúc 10 giờ đấy. I'm afraid I can't get there in time. I'm afraid I can't get there in time. À mình sợ là mình sẽ không đến kịp. I will call them and cancel the appointment for you. I will call them and cancel the appointment for you. À mình sẽ gọi điện cho họ và hủy cái cuộc hẹn cho bạn nhé. Oh wait, the cars are moving again. Oh wait, the cars are moving again. À đợi đã à, xe bắt đầu đi được rồi. Don't drive while talking on your cell phone. Don't drive while talking on your cell phone. À, bạn đừng có vừa lái xe vừa nói chuyện điện thoại. Okay, see you later then. À, ok, gặp lại sau nhé. Drive safely. Drive safely. À, lái xe cẩn thận nhé. Ở à, đấy chính là cái tình huống đầu tiên liên quan đến tình huống bị uh, tắc đường. Bây giờ chúng ta sẽ nghiên cứu sang cái tình huống thứ hai để chính là tình huống liên quan đến ăn uống. À bây giờ xin mời các bạn cùng mình lắng nghe toàn bộ cái tình huống thứ hai này. What's the problem? My tummy does not feel so good. Maybe you just ate too much. I always overeat during Christmas. You should control yourself. I know, but Mom makes the best dishes. She made turkey and our favorite dessert. I'm too full for dessert. Really? You've never said that before. À, bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe tình huống lại lần hai nhé. What's the problem? My tummy does not feel so good. Maybe you just ate too much. I always overeat during Christmas. You should control yourself. I know, but mom makes the best dishes. She made turkey and our favorite desserts. I'm too full for dessert. Really? You've never said that before. Ở à, đây chính là tình huống thứ hai. À, bây giờ các bạn cùng mình hãy cùng dịch cái tình huống thứ hai này nhé. À, câu đầu tiên. What's the problem? What's the problem? Uh, có gì vậy? My tummy does not feel so good. My tummy does not feel so good. Uh, bụng em khó chịu quá. Maybe you just ate too much. Maybe you just ate too much. Uh, chắc là tại em ăn quá nhiều đấy. I always overeat during Christmas. I always overeat during Christmas. À, lúc nào em cũng ăn quá nhiều vào dịp Giáng sinh. You should control yourself. You should control yourself. À, em phải tự kiềm chế bản thân mình chứ. I know, but mom makes the best dishes. I know, but mom makes the best dishes. Em biết rồi, nhưng mà mẹ thì nấu đồ ăn ngon nhất quả đất. She made turkey in our favorite dessert. She made turkey in our favorite dessert. À mẹ thì làm món thịt gà tây và món tráng miệng ưa thích của chúng ta. I'm too full for dessert. I'm too full for dessert. À em ăn no quá nên không thể ăn được cái món tráng miệng nữa. Really, you've never said that before. Really, you've never said that before. À thật đấy à? à, em chưa nói như thế bao giờ cả ở đấy chính là cái tình huống thứ hai liên quan đến việc chúng ta ăn quá no. Và bây giờ chúng ta sẽ nghiên cứu sang cái tình huống thứ ba, đấy chính là tình huống nói chuyện với người quản lý về một cái việc nào đấy. Và trước khi sang cái tình huống thứ ba thì mình mong các bạn hãy bấm like và chia sẻ cái video này giúp mình, cũng như là bấm đăng ký theo dõi kênh YouTube của mình. Và bây giờ chúng ta sẽ bước sang cái tình huống thứ ba, ở đây chính là tình huống nói chuyện với người quản lý. Bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe cái tình huống thứ ba này. Can I help you? I want to speak with the manager. Is there a problem? Yes, these shirts are too big for me. Do you have the receipt? Yes, I want a refund. I'm sorry, but we can't give refunds on sale items. I don't care. I need to see your manager. Can I help you? I want to speak with the manager. Is there a problem? Yes, these shirts are too big for me. Do you have the receipt? Yes, I want a refund. I'm sorry, but we can't give refunds on sale items. I don't care. I need to see your manager. À, bây giờ chúng ta sẽ cùng dịch từng cái câu ở trong cái bài hội thoại này. Can I help you? Can I help you? À, tôi có thể giúp gì cho anh? I want to speak with the manager. I want to speak with the manager. À, tôi muốn nói chuyện với người quản lý. Is there a problem? Is there a problem? À, có vấn đề gì vậy à? Yes, these shirts are too big for me. Yes, these shirts are too big for me. Do you have the receipt? Do you have the receipt? À, anh có mang theo hóa đơn không? Yes, I want a refund. Yes, I want a refund. Có, tôi muốn được hoàn tiền. I'm sorry, but we can't give refunds on sale items. I'm sorry, but we can't give refunds on sale items. À tôi xin lỗi nhưng mà chúng tôi thì không thể hoàn tiền cho những cái món đồ được giảm giá. I don't care. I need to see your manager. I don't care. I need to see your manager. À tôi không quan tâm, à, tôi cần gặp quản lý của cô. À tức là cái 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 nội dung của cái đoạn hội thoại này là anh này mua mấy cái áo trong cái chương trình giảm giá ấy và anh ấy mặc không vừa, mặc hơi rộng cho nên anh ấy muốn đưa đến để trả lại hàng và nhận lại tiền. còn cô nhân viên thì không không bảo là không trả lại tiền cho những cái món đồ giảm giá và anh này thì nhất quyết là muốn gặp quản lý để giải quyết vấn đề. đúng không? ạ đấy chính là cái tình huống thứ ba. bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang cái tình huống thứ tư. À, đây chính là tình huống uh, trả lại cái đồ vật nào đấy. À, bây giờ uh, xin mời các bạn cùng lắng nghe toàn bộ cái tình huống thứ tư này. Are those new shoes? Yes, I have just bought them. They're beautiful. Do you like them? They're pretty, but they hurt my feet so badly. That's not good. What are you going to do? I think I'm going to return them. How long have you had them? About a week. I thought items could only be returned within three days. I will call the department store and ask them. À bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe lại lần hai cái tình huống thứ tư này. Are those new shoes? Yes, I have just bought them. They're beautiful. Do you like them? They're pretty, but they hurt my feet so badly. That's not good. What are you going to do? I think I'm going to return them. How long have you had them? About a week. I thought items could only be returned within three days. I will call the department store and ask them. À bây giờ các bạn cùng mình hãy cùng dịch cái tình huống thứ tư này nhé. Are those new shoes? À cậu có giày mới đây à? Yes, I have just bought them. Ừ, tớ vừa mua đấy. They're beautiful. Do you like them? À trông đẹp đấy, cậu có à, cậu có thích chúng không? They're pretty, but they hurt my feet so badly. À đẹp thật, nhưng mà chúng làm cho chân tớ bị đau lắm. That's not good. What are you going to do? À thế thì không ổn rồi, cậu định làm thế nào? I think I'm gonna return them. À, tớ nghĩ tớ sẽ đem trả lại. How long have you had them? À, cậu mua được bao lâu rồi? About a week. À, khoảng một tuần rồi. I thought items could only be returned within three days. À, tớ tưởng hàng hóa chỉ được đổi trả trong vòng 3 ngày thôi chứ. I will call the department store and ask them. À, tớ sẽ gọi cho cửa hàng và hỏi xem uh, có đổi được không. À, đây chính là cái tình huống thứ tư uh, chúng ta đã làm quen và cũng là cái tình huống kết thúc cho cái video uh, luyện nghe tiếng anh giao tiếp uh, thông qua uh, cái uh, những cái tình huống giao tiếp cơ bản ngày hôm nay và mình hy vọng là cái video có ích đối với tất cả các bạn và trong lúc các bạn theo dõi video ấy, thì mình mong các bạn hãy bấm like và chia sẻ cái video giúp mình cũng như bấm đăng ký theo dõi kênh youtube của mình để cùng mình học tiếng anh mỗi ngày uh, xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn